Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Điền, đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một video về đề tài mụn trứng cá ở tuổi dậy thì. Mụn trứng cá ở tuổi dậy thì là tình trạng thường gặp khiến không ít bạn trẻ cảm thấy thiếu tự tin mỗi khi ra ngoài. Và nếu thấu hiểu làn da và kiên trì chăm sóc mỗi ngày, mụn sẽ không còn là nỗi lo của bạn nữa. Nguyên nhân gây mụn trứng cá đó là do lượng hormone giới tính androgen sẽ gia tăng trong cơ thể, có thể nhiều đến mức dư thừa và thúc đẩy tuyến bá nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn. Điều này dễ khiến lỗ chân lông bạn dễ bị tắc và vô tình khiến loại vi khuẩn gây mụn có tên là Rhabdomyosarum acnei phát triển mạnh mẽ hơn. Khi vi khuẩn phát triển, mụn sẽ hình thành sưng đỏ và sau đó phát viêm. Các u nang hình thành khi tắc nghẽn và viêm sâu sẽ tạo ra các vết sưng lớn gây đau dưới bề mặt da. Bên cạnh đó, sự thay đổi nội tiết tố khi dùng thuốc tránh thai, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và việc mang thai có thể gây ra mụn trứng cá. Các tác nhân gây mụn trứng cá khác có thể bao gồm bạn dùng kem dưỡng, thuốc nhuộm tóc và dầu dưỡng, quần áo tiếp xúc trực tiếp với da cũng làm tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là các vùng như lưng và ngực. Đổ nhiều mồ hôi trong quá trình tập thể dục, thời tiết nóng ẩm cùng với chết có thể khiến làn da bạn sinh sản nhiều dầu hơn. Nếu bố mẹ bạn từng bị mụn trứng cá thì khả năng cao bạn cũng sẽ gặp tình trạng tương tự đây. Các triệu chứng của mụn trứng cá bao gồm xuất hiện mụn mủ hoặc mụn u trên da, da nổi các nốt sần, da bị tắc lỗ chân lông, cuối cùng là gây mụn nhọt, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Điều trị mụn trứng cá như thế nào? Có thể dùng thuốc thoa điều trị mụn trứng cá tuổi dậy thì ở dạng kem hoặc gel. Cách dùng thông thường là thoa một lớp mỏng trên da vào buổi sáng và trước khi đi ngủ, hoặc bạn có thể dùng thuốc uống, thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai. Điều chỉnh nồng độ hormone có thể giúp cải thiện mụn trứng cá cho một số phụ nữ. Chú ý cái này chỉ dành cho những bạn nữ thôi nhé, các bạn nam thích được cứ dùng, nhưng mà mình không khuyến khích đâu nha. Một loại thuốc trị mụn đặc hiệu đó là azoxystrobin, một loại thuốc mỏng trong nhóm retinoid. Nó có tác dụng làm giảm kích thước của các tuyến dầu để giảm dầu trên da, và bạn cần phải có một liệu trình trị mụn hợp lý. Và để ngăn ngừa mụn trứng cá, các bạn phải cần làm như thế nào? Thì theo các chuyên gia, để ngăn ngừa mụn trứng cá, bạn nên rửa mặt 2 lần một ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm, không chạm hoặc cố gắng nặn mụn, tránh để da tiếp xúc với các bề mặt bám bụi bẩn, kể cả khẩu trang, khăn choàng, áo, giữ sạch tóc và tránh để tóc bớt tiếp xúc với da, tránh tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời. Nếu bạn cạo lông mặt, hãy dùng nước ấm để làm mềm lông, giữ tâm trạng bạn thoải mái, tránh căng thẳng. Cuối cùng, bạn cần hạn chế trang điểm để giảm bớt tình trạng nổi mụn. Video của mình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.